xin chào tất cả các em hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái bài liên quan đến bệnh lý của tụy đó là tiếp cận điều trị viêm tụy cấp điểm qua một số về nội dung thì trước tiên là chúng ta sẽ điểm qua về định nghĩa diễn tiến tự nhiên của bệnh nguyên nhân chẩn đoán và cách tiếp cận về điều trị về định nghĩa thì người ta định nghĩa viêm tụy cấp là tình trạng viêm cấp tính ở mô tụy gây ra do sự hoạt hóa bất thường của men tụy ngay tại tụy dẫn đến các cái biến chứng tại chỗ tức là tại tụy hoặc là những cái mô xung quanh tụy hoặc có thể dẫn đến những cái biến chứng toàn thân viêm tụy được xem là cấp tính khi mà chúng ta không có cái bằng chứng dấu hiệu của viêm tụy mạng trên ct scan ở bụng hoặc là chụp cộng hưởng từ mri ở bụng hoặc là khi mà khảo sát mật tụy ngược dòng vì thực chất có những trường hợp viêm tụy mạng nó không có triệu chứng và những cái đợt cấp của nó có biểu hiện gần giống như là viêm tụy cấp. Về diễn tiến tự nhiên của viêm tụy cấp thì có thể nó sẽ diễn tiến qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nó liên quan đến cái sinh lý bệnh của quá trình viêm và nó thường kéo dài trong vòng một tuần. Cái độ nặng của viêm tụy nó sẽ liên quan đến tình trạng suy đa cơ quan ở ngoài tụy do đáp ứng của tình trạng viêm toàn thân. Và từ 75 đến 80% trường hợp những bệnh nhân viêm tụy cấp có thể sẽ ổn định và không sẽ diễn tiến qua cái giai đoạn hai. À, tuy nhiên một số trường hợp bệnh nhân diễn tiến nặng hơn sẽ bước sang giai đoạn 2 Đây là cái giai đoạn liên quan đến những cái biến chứng tại chỗ như là hoại tử ở tụy dưới 20% phần các trường hợp bệnh nhân bệnh có thể diễn tiến kéo dài trong vài tuần hoặc có khi vài tháng. À, tại sao mà chúng ta có cái tình trạng diễn tiến như vậy? Chúng ta biết là khi mà à, tụy tiết ra cái enzyme thì nó phải xuống cái ống tiêu hóa và tại ống tiêu hóa thì nó mới, nó mới gặp những một số những cái yếu tố để kích hoạt cái enzyme tụy hoạt động. Như vậy thì khi ở trong tụy thì cái enzyme nó ở trạng thái bất hoạt và chỉ hoạt động khi nó xuống tá tràng để thực hiện cái nhiệm vụ mà tiêu hóa thức ăn. À, trong trường hợp vi tụy cấp là một cái phản ứng bất thường do cái tình trạng thay đổi áp lực bên trong tụy hoặc là do một số tác nhân nào đó nó sẽ kích hoạt cái enzyme tụy ngay tại chỗ ở, ở ở trong tụy chính điều đó nó sẽ làm cho cái men tụy nó sẽ phá hủy tế bào mô tụy và từ cái tế bào bị tổn thương nó sẽ đưa đến một cái tình trạng phóng thích các cái hóa chất trung gian gây đáp ứng viêm tại chỗ hoặc là gây ra biểu hiện toàn thân và tình trạng này chỉ xéo dài trong vòng khoảng một tuần lễ tuy nhiên nếu như tình trạng viêm tụy chưa được giải quyết một cách thỏa đáng thì nó đỡ dẫn đến một cái hậu quả của tình trạng viêm tụy là nó sẽ đưa đến cái hội chứng đáp ứng kháng viêm bù trừ và trong trường hợp này diễn tiến có thể nó sẽ dẫn đến những cái tổn thương hoặc là hoại tử ở cái mô xung quanh tụy và đưa đến thành lập những cái nang giả tụy hoặc là ổ ấp xe tụy vân vân khoảng 10% đến 15% những cái trường hợp vi tụy cấp sẽ diễn tiến nặng và có thể dẫn đến tử vong Mặc dù ngày nay người ta đã có rất nhiều những cái phương tiện điều trị tích cực để hồi sức nội khoa. Tỷ lệ tử vong khác nhau tùy theo các cái thể bệnh. Trong trường hợp viêm tụy cấp nhẹ dưới 1%, -1% tỷ lệ khoảng tự Từ... Thầy đọc lại cái chỗ này. À, trong trường hợp uh, viêm tụy cấp nhẹ thì tỷ lệ tử vong uh, chỉ có khoảng dưới 1%. Tuy nhiên trong trường hợp nặng thì tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40 đến 60%. Việc điều trị thành công nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Bên cạnh việc chẩn đoán đúng, chúng ta cần phải dự đoán chính xác diễn tiến nặng của bệnh. À, đây là một cái yếu tố quan trọng đóng góp cho cái việc thành công của vấn đề điều trị. Về nguyên nhân của viêm tụy cấp thì có 3 nguyên nhân quan trọng mà người ta được nhắc đến. Đây là ba nguyên nhân thường gặp nhất. Thứ nhất là do sỏi mật, thứ hai là do rượu và thứ ba là do rối loạn lipid máu, trong đó vai trò của tăng triglycerid máu là rất là quan trọng. Ngoài ra thì viêm tụy cấp còn có thể do rất nhiều nguyên nhân khác nữa, mặc dầu tần suất nó rất ít, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải biết qua một số những cái nguyên nhân ít gặp. Để dễ nhớ thì trong tiếng Anh người ta có một cái từ là I guess match thì đây là cái từ để chúng ta giúp chúng ta gợi nhớ đến một số nguyên nhân. Thí dụ chữ Y là idiopathic có nghĩa là vô căn À, chữ G có nghĩa là uh, sỏi túi mật, à, chữ E là nguyên nhân do rượu, Chữ T là chấn thương và chữ S là có thể do một số thuốc như là steroid hoặc là do một số bệnh lý uh, ác tính, chữ A là bệnh lý tự miễn hoặc là chữ S là liên quan đến một số độc tố của một vài những cái côn trùng như là bọ cạp hoặc là do rắn uh, hoặc là do chữ H là tình trạng tăng lipid máu đặc biệt là tăng triglyceride. À, chữ E là do chụp mật tụy ngược dòng qua nội soi cũng là một cái yếu tố có thể khởi phát viêm tụy cấp. Và cuối cùng, chữ D là có thể là do một số thuốc chẳng hạn như là methotrexate hoặc azathioprine, vân vân cũng là những cái thuốc có thể gây ra tình trạng viêm tụy cấp. Để chẩn đoán viêm tụy cấp thì có cái tiêu chuẩn quan trọng là chúng ta phải dựa vào ba tiêu chí chính. Thứ nhất là bệnh nhân phải có triệu chứng đau bụng kiểu tụy À, đây là một cái, cái tình trạng đau bụng khởi phát đột ngột ở vùng thượng vị hoặc là cái vùng quanh rốn và đặc biệt nó thường là lan sau lưng, đau liên tục và có khi lan lên vai trái. Cái cường độ đau thì có thể tăng dần và đạt tối đa khoảng sau 30 phút và tình trạng đau có thể kéo dài trên 24 giờ. Đau giảm khi mà chúng ta cúi người ra phía trước hoặc là nằm nghiêng bên trái. À, tuy nhiên, đau thì nó thường hay kèm theo triệu chứng buồn nôn và sau khi nôn thì bệnh nhân hoàn toàn sẽ không có giảm đau. À, bên cạnh đó bệnh nhân một số trường hợp cũng có tình trạng liệt ruột. do do vậy ba cái triệu chứng quan trọng mà gợi ý đến vi tuyệt cấp thứ nhất là đau thượng vị thứ hai nôn ói và thứ ba là tình trạng liệt ruột. À, bên cạnh tiêu chuẩn đau bụng thì bệnh nhân còn có tiêu chuẩn thứ hai là amylase máu và hoặc lipase máu nó tăng ít nhất là 3 lần giới hạn trên của mức bình thường. À, thực tế có một số trường hợp có thể tăng amylase uh, hoặc là lipase không phải liên quan đến viêm tụy nhưng trong những trường hợp này thì men amylase sẽ không tăng trên 3 lần cái giới hạn trên của mức bình thường. Và tiêu chí thứ ba đó là tiêu chí về hình ảnh học. Khi mà chúng ta cho bệnh nhân thực hiện cái siêu âm bụng hoặc là chụp uh, X quang uh, các lớp điện toán ở vùng bụng có cản quang hoặc là chụp cộng hưởng từ ở vùng bụng, chúng ta có thể phát hiện được một số những cái hình ảnh à, đặc hiệu của cái tình trạng viêm tụy cấp. À, tình trạng viêm đặc hiệu viêm tụy cấp, chẳng hạn như là chúng ta làm siêu âm, thứ nhất là chúng ta sẽ thấy là đầu tiên chúng ta sẽ tìm cái những cái mốc quan trọng để chúng ta chẩn đoán thì khi chúng ta đặt cái đầu dò ở cái vùng thượng vị thì chúng ta sẽ à, dễ dàng nhận diện ra cái động mạch chủ à, và tiếp theo đó là bên cạnh là cái tỉnh mạch chủ. Phía trên động mạch chủ và tĩnh mạch chủ chúng ta thấy có một cái mạch máu nó ôm thành cái hình cầu vòng đó là tĩnh mạch lách và tụy làm cơ quan nằm ở phía trên của à, tĩnh mạch lách như vậy trong trường hợp siêu âm chúng ta thấy là tụy nó có kích thước rất là to phù nề và có thể có hiện tượng tù dịch ở phía xung quanh của cái mô tụy đây là hình ảnh rất đặc trưng của vi tụy cấp phát hiện trên siêu âm à, tuy nhiên trong vi tụy cấp thì à, thường có phản ứng liệt ruột đi kèm. Do đó đôi khi chúng ta có thể không thấy được những hình ảnh đặc hiệu của viêm tụy cấp trên siêu âm là do tình trạng liệt ruột hơi nó sẽ che cản cái cái sóng siêu âm làm chúng ta không phát hiện được. Chúng ta có thể chẩn đoán dựa vào chụp CT scan bụng là chúng ta có thể là chụp bụng các lớp điện toán có cảnh quang thì trong trường hợp này chúng ta có thể phát hiện được cái ổ tụ dịch hoại tử ở xung quanh tụy và cái cấu trúc tụy nó đã bị uh, phá vỡ và chúng ta thấy nó thay thế bằng tình trạng hoại tử ở cái mô tụy. Và chúng ta cũng có thể thấy là cái phản ứng của cái thành dạ dày nó bị viêm phù nề uh, ở bên cạnh và có thể có hiện tượng tràn dịch tụ dịch ở cái vùng chung quanh lách. Uh, đây là hình ảnh của chụp cộng hưởng từ chúng ta cũng có thể thấy cấu trúc tụy bị uh, thay đổi bị mất đi cái cấu trúc bình thường và thay vào đó bằng một cái những cái tổn thương tụ dịch hoại tử và có thể lâu ngày nó sẽ tạo thành những cái vách hóa để chẩn đoán cái vi tụy cấp thì chúng ta chú ý dựa vào hai trong ba cái tiêu chuẩn thứ nhất là đau bụng cấp kiểu tụy thứ hai là chụp uh, chúng ta xét nghiệm amylase máu hoặc là lipase máu thì thấy nó cái giá trị của cái enzyme tụy nó tăng lên gấp 3 lần giới hạn bình thường. ở Trong trường hợp điển hình và khi bệnh nhân đến sớm, chúng ta có thể phát hiện cả hai cái tiêu chí này là đủ để chẩn đoán vi tụy cấp. Trong một số trường hợp mà bệnh nhân uh, chưa rõ ràng trong vấn đề chẩn đoán thì chúng ta cần đến một cái xét nghiệm thứ ba, đó là uh, CT bụng để chúng ta có thể khẳng định được những cái thay đổi bất thường của cấu trúc tụy. Khi mà chúng ta có cái chẩn đoán vi tụy cấp được thành lập thì chúng ta cần phải bước sang cái tiếp thứ hai đó là chúng ta đánh giá mức độ nặng của vi tụy cấp vì đây là một cái bước rất quan trọng nó giúp tiên lượng về đáp ứng điều trị cũng như là diễn tiến bệnh về tiên lượng của mức độ nặng thì có rất nhiều cái phương pháp hoặc là những cái thang điểm giúp chúng ta có thể đánh giá uh, mức độ nặng của bệnh à, và chúng ta có thể tham khảo thêm những cái đánh giá này trong một số cái tài liệu liên quan về viên tuyệt cấp do thời lượng cũng không cho phép cho đó uh, thầy chỉ xin phép là uh, nhấn mạnh một vài những cái thang điểm chính và quan trọng chẳng hạn như chúng ta có thể dựa vào cái thang điểm bisap Thang điểm VAS này là một cái chỉ số đánh giá về cái mức độ nặng của vi tụy cấp. Nó dựa vào năm yếu tố. À, thứ nhất là tình trạng buôn trên 25 mg phần à, trăm. Thứ hai là tình trạng tri giác của bệnh nhân có thể bị thay đổi à, và thứ ba là có những cái dấu hiệu của tình trạng đáp ứng viêm toàn thân. À, thứ tư là bệnh nhân có cái tuổi trên 60 tuổi và cuối cùng đó là bệnh nhân có cái tràn dịch màng phổi bên trái đi kèm. Thì khi bệnh nhân có trên 3 cái dấu hiệu uh, dương tính thì uh, chúng ta xem như là tình trạng vi tùy cấp nó ở mức độ nặng. Uh, ngoài ra chúng ta có những cái thang điểm APASKI 2 thì cái thang điểm này là một thang điểm rất là phức tạp được sử dụng trong những cái phòng săn sóc đặc biệt vì nó có rất nhiều cái tiêu chí và chúng ta cần phải có một cái bảng thang điểm để đánh giá và uh, biết được mức độ nặng của bệnh. À, chúng ta có thể dựa vào cái hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. À, nó gồm có một số những cái tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất, bệnh nhân có thể có tình trạng thân nhiệt sốt cao trên 30, 38 độ C hoặc là có khi thân nhiệt lại giảm dưới 36 độ C. À, thứ hai là bệnh nhân có tình trạng mạch nhanh, mạch trên 90 lần một phút, có tình trạng Uh, số uh, có tình trạng nhịp thở nhanh, tức là nhịp thở trên 20 lần/phút, uh, có thể có bạch cầu máu tăng cao, thường là bạch cầu tăng trên 16.000 uh, trên 1 mm khối máu. Và chúng ta có thể dựa vào cái tiêu chí về ematocrit uh, về tình trạng viêm CRP hoặc là những cái dấu chứng về nhiễm trùng như là procalcitonin, hoặc là chúng ta có thể uh, dựa vào những cái chỉ số độ nặng trên cái chụp CT scan ở bụng và sau khi chúng ta đánh giá mức độ nặng của bệnh rồi, thì chúng ta có thể tiến hành đánh giá cái tình trạng mà tiên lượng cái mức độ viêm tụy cấp dựa vào cái tiêu chí Atlanta 2012. thì trong những trường hợp mà bệnh nhân viêm tụy cấp nhẹ, tức là bệnh nhân chưa có tình trạng suy tạng và không có những cái biến chứng tại chỗ, chẳng hạn như là không có tụ dịch quanh tụy hoặc là không có tình trạng hoại tử nặng ở cái vùng tụy. À, thứ hai là mức độ trung bình à, hoặc là trung bình nặng thì bệnh nhân có tình trạng suy tụy thoáng qua tức là tình trạng nó chỉ kéo dài không quá 48 giờ và bệnh nhân có thể có một vài cái biến chứng tại chỗ còn trong trường hợp viêm tụy cấp nặng tức là chúng ta phát hiện những dấu hiệu của à, suy đa cơ quan kéo dài trên 48 chẳng hạn bệnh nhân có biểu hiện của suy thận à, suy hấp hoặc là tình trạng à, ảnh hưởng trên cái toàn thân khác và tiếp theo chúng ta cũng cần phải đánh giá, tìm coi nguyên nhân vì khi điều trị đúng nguyên nhân thì cái tình trạng bệnh bệnh nhân sẽ hạn chế được tái phát và nó sẽ làm cho cái cải thiện cải thiện cái triệu chứng của bệnh nhân sẽ tốt hơn. Và chúng ta có thể có tóm tắt một vài cái dấu chứng quan trọng để giúp tiên lượng mức độ nặng của bệnh. Chẳng hạn như là chúng ta có thể dựa vào hội chứng đáp ứng viêm toàn thân lúc nhập viện hoặc là kéo dài trên 48 thì đó là một trong những cái tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ nặng của bệnh. Thứ hai, chúng ta có thể dựa vào cái thang điểm PSAP. Nếu mà nó có trên ba cái tiêu chí dương tính trong vòng 24 giờ, thì chúng ta xem như là bệnh nhân là thuộc nhà vi tuyệt cấp nặng. Hoặc là hematocrit bệnh nhân lớn hơn 44%, tức là có tình trạng cô đặc máu. Hoặc là phản ứng viêm CRP lớn hơn 150mg trên lít sau 48 giờ hoặc là bệnh nhân có biểu hiện suy đa cơ quan như là tình trạng về uh, suy tim suy hô hấp hoặc là tình trạng mà suy thận vân vân về điều trị thì đứng trước một cái bệnh nhân mà nhập viện mà được nghi ngờ vi tuyệt cấp thì chúng ta cần phải thực hiện ngay cái, cái xét nghiệm siêu âm bụng vì đây là một, một cái xét nghiệm rất là đơn giản nó giúp chúng ta đánh giá về nguyên nhân có thể do sỏi mật hay không uh, khi còn nghi ngờ chẩn đoán vi tuyệt cấp thì chúng ta có thể cho bệnh nhân tiến hành chụp CT scan bụng à, có cản quan thì đây là một cái xét nghiệm rất quan trọng cung cấp bằng chứng tốt cho vấn đề chẩn đoán viêm tụy cấp à, Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá lạm dụng cái phương pháp hình ảnh học CT scanner vì nó là một cái xét nghiệm tương đối là có cái chi phí khá cao Vì vậy mà nếu mà bệnh nhân đã có hội đủ hai cái tiêu chí lâm sàng là đau bụng kiểu tụy hoặc là tăng cao của các cái men amylase hoặc lipase trên 3 lần giá trị bình thường thì chúng ta có thể xác lập cái chẩn đoán vi tuyệt cấp mà không cần cho chụp CT scanner à, còn trong trường hợp mà bệnh nhân chưa có đầy đủ những cái bằng chứng hoặc là cái tiêu chí không rõ ràng thì chúng ta sẽ tiến hành chụp CT scan bụng để chẩn đoán à, ngoài ra chúng ta cần lưu ý rằng xét nghiệm chụp CT scan bụng có cản quang là một xét nghiệm rất quan trọng để giúp chúng ta đánh giá về tiên lượng. Tất cả những bệnh nhân vi tụy cấp nặng thì cần phải được chụp CT scan bụng à, ít nhất là trong cái thời gian sau 72 đến 96 giờ khi khởi phát triệu chứng. À, cái xét nghiệm CT scan bụng này nó có một cái ý nghĩa đánh giá về sự thay đổi cấu trúc cũng như là mức độ tổn thương của tình trạng viêm tụy để từ đó chúng ta có thể đánh giá mức độ nặng của bệnh và có những cái quyết định điều trị phù hợp. Trong trường hợp mà chúng ta không có cái bằng chứng của cái nguyên nhân gây ra viêm tụy mà chúng ta chưa loại trừ được nguyên nhân do sỏi đường mật là một trong những nguyên nhân rất thường gặp của viêm tụy cấp thì chúng ta có thể tiến hành cho chụp MRI dựng hình đường mật hoặc là chúng ta có thể làm cái phương pháp nội soi có gắn đầu dò siêu âm để có thể phát hiện được chính xác những cái tình trạng sỏi nhỏ, sỏi bùn có thể là những nguyên nhân gây ra tình trạng viêm tụy à. và khi mà tiến hành điều trị thì chúng ta lưu ý những bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp nên được tiến hành ngay à, điều trị ngay tại phòng cấp cứu sau khi đã xác định chẩn đoán thì chúng ta cần phải bù dịch ngay cho bệnh nhân và điều trị giảm đau bằng đường tĩnh mạch. Đồng thời chúng ta phải đánh giá độ nặng của bệnh, các yếu tố tiên lượng nặng và chúng ta đi tìm nguyên nhân và giải quyết nguyên nhân một cách thỏa đáng. Về nguyên tắc điều trị, thì nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần lưu ý tiến hành sớm, đó là bù dịch và cân bằng rối loạn về điện giải. Thứ hai là chúng ta phải giảm đau cho bệnh nhân, thứ ba là chúng ta cho tụy nghỉ ngơi bằng cách là nhịn ăn uống bằng đường miệng và cái vấn đề nhịn ăn thì có thể áp dụng trong vòng 24 hoặc là 48 giờ đầu tiên nên cho bệnh nhân dinh dưỡng bằng đường miệng sớm ngay khi có thể trong trường hợp nhẹ sau 24 giờ chúng ta có thể bắt đầu cho bệnh nhân tập ăn nhẹ và chúng ta theo dõi còn trong trường hợp nặng thì chúng ta có thể theo dõi thời gian lâu hơn nhưng mà không nên để kéo dài à, tiếp theo là chúng ta phải theo dõi và xử trí những cái biến chứng và cuối cùng là chúng ta điều trị nguyên nhân Đầu tiên là cách tiếp cận bù dịch cũng như là cân bằng điện giải. Đây là cái can thiệp điều trị quan trọng nhất. Ở bệnh nhân vi tuyệt cấp thì cần được bù dịch sớm để duy trì tình trạng huyết động học và đầy đủ cung cấp máu để cho thận, tụy và một số cơ quan trọng yếu trong cơ thể. Lý do mà chúng ta tại sao phải bù dịch sớm là vì bệnh nhân sẽ bị mất dịch hoặc là thiếu dịch do tình trạng nôn ói, nhịn ăn uống hoặc là mất dịch qua uh, những cái uh, con đường không nhận biết chẳng hạn như qua hơi thở hoặc là mồ hôi tình trạng liệt ruột cũng làm cho giảm hấp thu cái, các cái, uh, nước và điện giải tình trạng bán bụng và tràn dịch màng phổi tình trạng viêm làm tăng tính thấm thành mạch do đó có thể làm thoát dịch vào cái khoang thứ ba do đó chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có thể có tràn dịch màng bụng hoặc tràn dịch màng phổi uh, đi kèm với bệnh cảnh viêm tụy cấp nặng Loại dịch truyền mà người ta ưu tiên sử dụng là lactate ginger vì qua một số những nghiên cứu lâm sàng thì người ta đã chứng minh lactate ginger nó có tác dụng làm giảm đi cái phản ứng viêm toàn thân và đạt được cái tình trạng cân bằng điện giải nhanh hơn so với lại việc sử dụng natri chloride 0,9%. Tuy nhiên những bệnh nhân vi tuyệt cấp do tăng canxi máu thì chúng ta không dùng cái dung dịch lactate ginger vì trong thành phần lactate ginger có thể có cả um, uh, canxi, có kali và lactate, do đó nó có thể làm cho tăng tình trạng canxi. Không khuyến cáo sử dụng các cái dung dịch cao phân tử như là hydroxy starch vì những cái dung dịch này nó không có những cái hiệu quả uh, rõ ràng, tuy nhiên nó gây ra những cái biến chứng uh, và tai biến khi mà chúng ta sử dụng. Về lượng dịch và tốc độ truyền dịch thì trung bình người ta sẽ bù ngay trong vòng khoảng 25 250 đến 500 ml cho mỗi giờ dung dịch đẳng trương và trong vòng 24 giờ đầu ngoại trừ bệnh nhân có tình trạng quá tải dịch hoặc là những cái yếu tố có thể làm nặng thêm tình trạng quá tải dịch như là bệnh nhân có tình trạng suy tim, suy thận hoặc là có một số những cái bệnh phối hợp mà có thể làm nguy cơ tăng quá tải dịch. Đối với bệnh nhân có tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt tức là có tình trạng choáng thì chúng ta cần phải bù nhanh là 20 ml dịch cho mỗi kg cân nặng trong mỗi giờ trong vòng 30 phút. Sau đó là chúng ta sẽ giảm bớt cái lượng là 30 ml cho mỗi kg trong một giờ trong vòng 8 cho đến 12 giờ tiếp theo. Việc bù dịch thì nên được đánh giá lại mà trong vòng 6 giờ đầu và sau 24 48 giờ thì chúng ta cũng phải đánh giá lại lần lần tiếp theo. Bù dịch có hiệu quả nhất trong vòng 12 đến 24 giờ đầu. Tuy nhiên chúng ta không nên truyền dịch quá mức sau 48 giờ vì có thể nó tăng cái nguy cơ siêu hấp và gây ra hội chứng chèn ép khoang. Vì chúng ta biết là trong vi tụy cấp nó có thể có tình trạng tăng tính thấm thành mạch. Do đó khi chúng ta đưa một cái lượng dịch quá nhiều, dịch đó có thể nó sẽ thoát vào trong các cái khoang thứ ba và gây ra tình trạng chèn ép khoang. Mục tiêu của vấn đề bù dịch là chúng ta sẽ uh, dựa vào một số những cái tiêu chí để biết là cái việc bù dịch chúng ta nó đạt được hiệu quả hay không. Uh, thứ nhất là nhịp tim bệnh nhân bắt đầu giảm dưới 120 lần một phút. Cái huyết áp trung bình là nó dao động trong khoảng từ 65 đến 85 mm thủy ngân. Uh, nước tiểu của bệnh nhân bắt đầu tăng lên, tức là trên 0,5 đến 1 ml trên 1 kg cân nặng mỗi giờ và uh, hematocrit bắt đầu giảm, chỉ còn trong vòng dao động từ 35 đến 44%, tức là đã giảm đi tình trạng cô đặc máu và bệnh nhân có cải thiện về chức năng thận, tức là buôn bệnh nhân nó sẽ giảm nếu như ban đầu nó đang tăng. Bước điều trị thứ hai đó là giảm đau. Một cái bệnh nhân vi tuyệt cấp thì nên được điều trị giảm đau trong vòng 24 giờ đầu nhập viện. Cái thuốc mà giảm đau thuộc cái nhóm opioid, tức là cái thuốc mà dẫn chất từ á phiện thì nó là một những cái thuốc giảm đau hiệu quả và an toàn ở bệnh nhân viêm tụy cấp. À, chúng ta có thể sử dụng fentanyl ở bệnh nhân suy thận, à, meperidin à, có thể sử dụng cho những cái trường hợp giảm đau à, nặng trong cái viêm tụy cấp và người ta thường sử dụng cái meperidin à, chứ còn không dùng morphine vì morphine có thể gây ra tăng co thắt cơ vòng quát đi có thể làm nặng thêm cái tình trạng viêm tụy cấp. liều dùng Meperidin là 50 mg tiêm bắp hoặc tim mạch mỗi 6 đến 8 giờ. Và không có cái bằng chứng hoặc là khuyến cáo nào về việc hạn chế sử dụng thuốc giảm đau. À, một vài thuốc giảm đau khác như là thuốc kháng viêm không steroid thì người ta khuyên không nên dùng trên bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có tổn thương thận cấp vì có thể nó làm cho nặng thêm tình trạng tổn thương thận. Những cái thuốc mà à, chống co thắt như là anticolinergic thì chúng ta không nên sử dụng vì thuốc này nó không có hiệu quả giảm đau nhưng ngược lại có thể làm nặng thêm tình trạng liệt ruột của bệnh nhân. À, bước kế tiếp là chúng ta nên hỗ trợ về hô hấp. À, khi bệnh nhân có tình trạng giảm oxy máu do xẹp phổi, tràn dịch màng phổi, à, xuất hiện những cái xanh trong phổi hoặc là xuất hiện cái hội chứng siêu hấp cấp à, thì chúng ta có thể phải à, cho bệnh nhân thở oxy sớm và trước tiên là chúng ta phải mắc monitor để chúng ta theo dõi về cái độ bảo hòa oxy và cần phải uh, cho bệnh nhân thở oxy để duy trì cho uh, cái cái phân áp oxy là lớn hơn 95% và chúng ta có thể cho bệnh nhân thở oxy qua canine hoặc là qua mask nếu không hiệu quả khi mà bệnh nhân có tình trạng siêu hấp nặng thì chúng ta có thể đặt nội khí quản và tiến hành thông khí hỗ trợ sớm việc cung cấp oxy rất quan trọng vì nó cũng sẽ giúp hạn chế tình trạng suy đa cơ quan và giúp cho tình trạng của tụy nó sẽ không có bị thiếu oxy và do đó nó sẽ hạn chế quá trình hoại tử nặng thêm của ở vùng tụy. Để theo dõi về điều trị thì chúng ta cần phải theo dõi sát bệnh nhân trong vòng 24 đến 48 giờ đầu sau khi nhập viện. Thứ nhất là chúng ta có thể theo dõi qua nước tiểu để xem cái vấn đề bù dịch nó đã đầy đủ hay chưa Tức là chúng ta phải duy trì cái lượng nước tiểu bệnh nhân Phải trên hoặc bằng 0,5 ml trên 1 kg cân nặng mỗi giờ à, Khi mà nước tiểu được cải thiện Chứng tỏ là chức năng thận của bệnh nhân được ổn định à, Tiếp theo là chúng ta theo dõi về sinh hiệu Về cái độ phân áp oxy, độ bảo hòa oxy à, Mỗi 4 giờ hoặc à, 4 giờ trong vòng 24 giờ đầu à, Ematocrit tại thời điểm nhập viện sau 12 giờ và sau 24 giờ để đánh giá tình trạng cô đặc máu. À, chức năng thận được đánh giá thể hiện qua cái xét nghiệm BUN à, tại thời điểm nhập viện, sau 24 giờ và 48 giờ. Và cái xét nghiệm đánh giá phản ứng viêm CRP chúng ta có thể thực hiện sau 40 sau 48 giờ khi bệnh nhân nhập viện. Về điện giải đồ là một cái theo dõi rất là quan trọng và cần phải tiến hành thường xuyên trong vòng 48 đến 72 giờ đầu. Vấn đề hạ canxi máu là một cái dấu hiệu tiên lượng nặng của bệnh. Trong trường hợp mà canxi máu giảm thấp thì chúng ta cần phải bù canxi sớm để ổn định tình trạng huyết động cũng như là những cái rối loạn về tim mạch của bệnh nhân. Về nồng độ uh, magie trong máu mà thấp cũng có thể ảnh hưởng làm cho hạ canxi máu, cần phải được điều chỉnh ngay. Tình trạng tăng đường huyết cũng có thể xảy ra trong vài ngày đầu khi bệnh nhân bị viêm tụy cấp nặng do một cái đáp ứng tăng một số những cái hormone làm tăng đường huyết như là glucagon, adrenaline vân vân. À, do đó chúng ta cần phải theo dõi tình trạng đường huyết để có thể điều chỉnh cho phù hợp. À, tuy nhiên chúng ta cần lưu ý tình trạng đường huyết mà tăng cao trong giai đoạn mà vi tuyệt cấp chỉ là thoáng qua và có thể nó sẽ mất khi mà tình trạng viêm bệnh nhân được cải thiện. Do đó chúng ta cần phải thận trọng khi mà phải sử dụng insulin và tuyệt đối là không nên truyền dung dịch u trương không nên truyền dung dịch đường ưu trương để nuôi dưỡng bệnh nhân trong giai đoạn đầu vì có thể làm cho tình trạng đường huyết của bệnh nhân càng gia tăng hơn. Chúng ta nên chụp cái CT scan bụng có cản quan nếu như mà có bằng chứng của tình trạng nhiễm trùng mới hoặc là nhiễm trùng chưa được giải quyết hoặc là chúng ta không rõ ổ nhiễm hoặc là trong trường hợp lâm sàng mà chúng ta thấy bệnh nhân không dung nạp thức ăn qua đường miệng hoặc qua đường ruột. À, có thể nghi ngờ tình trạng liệt ruột hoặc có tình trạng tắc nghẽn của cái đường tiêu hóa à, thì chúng ta cần phải chụp CT scanner để loại trừ một số những cái chẩn đoán đó. Về dinh dưỡng thì à, đối với trường hợp viêm tụy cấp thì trong vòng 24 giờ đầu chúng ta tạm cho bệnh nhân nhịn ăn qua đường miệng, mục đích là để cho tụy nghỉ ngơi, vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta dừng ăn qua đường miệng thì tụy nó sẽ không bị kích thích để tăng tiết cái enzyme, do đó nó sẽ làm cho cái tình trạng uh, viêm tụy nó sẽ uh, được uh, cải thiện ổn định dần. Uh, tuy nhiên cái tình trạng mà nhịn ăn không nên để kéo dài quá lâu và chúng ta có thể cho bệnh nhân ăn sớm khi bệnh nhân có thể dung nạp được. Uh, một cái bệnh nhân bị viêm tiêu cấp nhẹ thì chỉ cần uh, uh, nhịn ăn trong vòng 24 giờ đầu và chúng ta sẽ uh, chỉ truyền dung dịch đẳng trương và điều chỉnh rối loạn về điện giải không cần phải cung cấp dinh dưỡng gì ngay trong giai đoạn đầu 24 giờ vì tình trạng bệnh nhân chưa có cái biểu hiện của ảnh hưởng tình trạng mà uh, suy dinh dưỡng do tình trạng nhịn ăn uh, và khi mà bệnh nhân uh, ổn định uh, bớt đau bụng thì chúng ta có thể cho bệnh nhân ăn uống trở lại trong vòng uh, vài ngày đầu khi bệnh nhân đã uh, cải thiện tình trạng đau bụng và giảm bớt tình trạng liệt ruột chúng ta có thể cho bệnh nhân bắt đầu ăn qua đường miệng sớm trong vòng 24 giờ nếu đánh giá là bệnh nhân không có tình trạng trướng hơi đầy bụng, hết buồn nôn, không có nôn, có cảm giác ói và giảm đau rõ thì chúng ta có thể tập cho bệnh nhân ăn dần những thức ăn lỏng, thức ăn mềm rồi rồi tăng cái thành phần thức ăn đặc dần nhưng mà tuyệt đối là hạn chế chất béo trong vòng 24 48 giờ đầu tiên và sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh chế độ ăn tùy theo cái tình trạng dung nạp của bệnh nhân. À, chẳng hạn như là khi bệnh nhân đã uh, bớt đau, bớt uh, nôn ói thì chúng ta có thể cho bệnh nhân uống nước đường trước và theo dõi. Nếu uống nước đường mà bệnh nhân không đau, không khó chịu thì chúng ta có thể cho bệnh nhân ăn cháo loãng và có thể tăng dần ăn cháo đặc và có thể cho thêm chút xíu đường hoặc là một số uh, một số uh, uh, chất đạm nhưng mà hạn chế chất béo trong vòng vài ngày đầu. Về hỗ trợ dinh dưỡng thì chúng ta thường là được sử dụng ở những cái bệnh nhân bị viêm tụy cấp vừa và nặng. Nếu bệnh nhân không thể hồi phục bằng chế độ ăn uống trong vòng 5 đến 7 ngày thì chúng ta phải truyền thêm những dung dịch dinh dưỡng qua cái đường truyền tĩnh mạch. Dinh dưỡng qua đường tiêu hóa là một cái biện pháp rất có lợi vì nó sẽ kích thích nhu động ruột, làm giảm đi tình trạng liệt ruột, duy trì hàng rào bảo vệ và tránh tình trạng teo các cái vi nhung mao của ruột và hạn chế hiện tượng chuyển vị vi khuẩn và giảm cái nguy cơ nhiễm trùng huyết. Do đó, cái việc cho ăn sớm có một ý nghĩa rất quan trọng giúp cải thiện tiên lượng của bệnh. Vấn đề sử dụng kháng sinh thì ngày nay đó thì cái chỉ định kháng sinh điều trị thì khi mà chúng ta có bằng chứng rõ ràng là bệnh nhân bị nhiễm trùng tại tụy hoặc là nhiễm trùng ngoài tụy. Cái xét nghiệm procalcitonin thì đây là một cái xét nghiệm rất nhạy để giúp chúng ta có thể gợi ý đến tình trạng nhiễm trùng hoặc là phân biệt với cái tình trạng là bệnh nhân uh, chưa có biểu hiện nhiễm trùng và trong trường hợp mà nghi nhiễm trùng ở tụy hoặc là quanh tụy thì chúng ta cần phải chọc hút bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của ct scanner bụng để uh, dẫn lưu những cái mô bị hoại tử hoặc là cái mô bị uh, viêm nhiễm nếu không chọc hút được thì chúng ta phải dùng kháng sinh theo kinh nghiệm thì người ta thường là ưu tiên chọn cái nhóm carbapenem, quinolone và metronidazole. Và chọn lựa đầu tiên đó là chúng ta sử dụng idipenem 500 mg mỗi 6 giờ. Chọn lựa thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái nhóm fluoroquinolone tức là levofloxacin à, kết hợp với lại metronidazole. Còn cephalosporin thế hệ thứ ba thì hiện nay thì đây là một cái thuốc mà đã bị kháng thuốc rất là nhiều do đó người ta cũng hạn chế sử dụng. Cái thời gian điều trị kháng sinh trung bình là từ 10 cho đến 14 ngày. Việc dùng kháng sinh dự phòng cho tới ngày nay không còn được khuyến cáo một cách phổ biến nữa. Do đó mà người ta chỉ điều trị nhiễm kháng sinh khi chúng ta có bằng chứng nhiễm trùng hoặc là chúng ta có những cái dấu hiệu gợi ý đến nhiễm trùng. Một số điều trị khác À, thứ nhất là chúng ta có thể đặt xong mũi dạ dày trong trường hợp mà bệnh nhân bị tình trạng liệt ruột nặng nôn ói nhiều hoặc là tình trạng trứng hơi để nó giảm giảm bớt cái áp lực ở trong dạ dày à, Tuy nhiên chúng ta không cần phải đặt xong dạ dày thường quy cho tất cả các bệnh nhân đặc biệt là những bệnh nhân vi tiểu cấp nhẹ thì chúng ta không nhất thiết phải đặt xong mũi dạ dày vì vấn đề đặt xong mũi dạ dày kéo dài lâu có thể làm tăng cái nguy cơ nhiễm trùng và gây ra tình trạng mà viêm phổi hít À, việc sử dụng thường quy các cái thuốc ức chế tiết axit như là thuốc ức chế bơm proton những thuốc kháng à, thụ thể H2 thì hiện nay thì người ta thấy rằng cái việc hiệu quả của nó không có một cái bằng chứng rõ ràng do đó người ta không có sử dụng một cách thường quy nữa à, tiếp theo là những cái thuốc mà giảm tiết tụy như là octreotide trước kia thì được chỉ định cho những trường hợp viêm tụy cấp nặng nhưng hiện nay trong một số những cái hướng dẫn mới người ta không đề cập đến việc sử dụng Ophreotid vì chưa có cái bằng chứng cụ thể về lợi ích qua một số những cái thực nghiệm lâm sàng so sánh với lại cái giả dược. Và nói chung điều trị viêm tụy cấp thì không có một cái thuốc nào thật là đặc hiệu ngoại trừ những cái biện pháp điều trị nâng đỡ các cơ quan và điều trị về dinh dưỡng. Để điều trị biến chứng, thì chúng ta cần phải theo dõi, đánh giá liên tục tình trạng bệnh nhân để xem bệnh nhân có cần phải xử lý một số những biến chứng hay không. Biến chứng của viêm tụy thì nó có rất nhiều cái biến chứng tại chỗ. Chẳng hạn như là tình trạng tụ dịch cấp tính quanh tụy, thì phần lớn nó sẽ tự biến mất trong vòng 7 đến 10 ngày. Do đó chúng ta chỉ cần theo dõi và không cần can thiệp gì cả. Và một cái biến chứng thứ hai đó là có thể hình thành cái nang giả tụy hoặc là hoại tử cái thành hóa thì trong trường hợp này chúng ta có thể theo dõi bệnh nhân một thời gian ít nhất là 8 tuần để xem coi cái tình trạng cái năng tụy bệnh nhân nó đã ổn định hay chưa và trong trường hợp mà tình trạng bệnh nhân có biểu hiện của cái năng giả tụy nó không mất đi mà nó có khả năng tăng kích thước hoặc là có biểu hiện của chèn ép các cơ quan lân cận như là ở dạ dày hoặc là một số những cái biểu hiện nghi ngờ biến chứng thì người ta có thể dẫn lưu. Dẫn lưu có thể là đơn giản ta dẫn lưu qua cái cái ngã nội soi dạ dày và khi mà chúng ta nội soi dạ dày thì người ta sẽ dùng một cái kim ta đâm xuyên qua cái thành của dạ dày để đi vào trong cái cái ổ của uh, nang giả dạ tụy và chúng ta đặt cái ống dẫn lưu để chúng ta có thể là dẫn lưu cái cái cái, dịch cái dịch năng tụy thoát vào trong cái ống tiêu hóa để điều trị cái biến chứng hoại tử tụy nhiễm trùng đây là một cái biến chứng thường là xảy ra muộn sau 10 ngày thì cái vi khuẩn mà thường gây ra nhiễm trùng là những vi khuẩn gram âm ở đường ruột như là Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella hoặc là Enterococcus thì chúng ta có thể là sử dụng kháng sinh và kết hợp với lại cái việc mà lấy mô hoại tử và chúng ta nên dùng phương pháp xâm lấn tối thiểu như là chúng ta có thể đặt dẫn lưu qua da như trong trường hợp mà chụp CT chúng ta đánh giá cái mức độ cái ổ tụy bị hoại tử và chúng ta sẽ đặt một cái pigtail làm cái ống dẫn lưu lớn để mà đi vào trong cái khoang bị uh, hoại tử của tụy để chúng ta dẫn lưu ra ra ngoài qua đường da và chúng ta có thể phẫu thuật cắt bỏ mô tụy hoại tử và trong trường hợp mà cái phương pháp can thiệp tối thiểu qua da nó thất bại thì chúng ta mới tiến hành là phẫu thuật để mà lấy bỏ cái mô hoại tử tuy nhiên cái biện pháp phẫu thuật thì rất là hạn chế uh, biến chứng tiếp theo là có thể uh, gây ra cái tình trạng huyết khối các cái tĩnh mạch ở vùng tạng thì cái tỷ lệ này nó dao động là khoảng từ 1 đến 24%. Và cái triệu chứng của huyết khối tĩnh mạch thì nó không có rõ ràng và thường trùng lắp với lại triệu chứng của viêm tụy tiến triển. Do đó mà chúng ta cần phải đánh giá dựa vào CT scanner để chẩn đoán chính xác và chúng ta theo dõi tình trạng uh, huyết khối này nó có thể gây ra một số những cái diễn tiến mất bù của gan hoặc là giảm tưới máu ruột hay không trong trường hợp có cái biểu hiện nghi ngờ thì chúng ta mới uh, sử dụng các thuốc kháng đông uh, để mà điều trị cái những cái huyết khối ở vùng tĩnh mạch còn trong những trường hợp những cái huyết khối nhẹ hoặc là mức độ nhỏ mức độ uh, vừa mà không có gây ra một cái triệu chứng biến chứng thì chúng ta có thể theo dõi thêm và không can thiệp gì thêm uh, chúng ta có thể sử dụng eparin trọng lượng phân tử thấp để tiêm dưới da, sau đó thì chuyển sang uh, thuốc kháng đông bằng đường uống và thời gian điều trị trung bình là từ 3 đến 6 tháng. Uh, đây là trong trường hợp mà chúng ta chụp ct scanner bụng, chúng ta thấy là cái vùng tụy nó có uh, hiện tượng hoài tử, có cái phá vỡ cấu trúc và bên cạnh đó chúng ta thấy có cái uh, cái tĩnh mạch, uh, cái nhánh của cái tĩnh mạch là, lách uh, nó sẽ bị tắc nghẽn và trên cái hình phim mà chụp uh, dọc thì chúng ta có thể thấy được đây là hiện tượng mà huyết khối nằm ở trong cái tỉnh mạch lách cái chỗ mà à, hợp lưu đổ vào trong cái à, tỉnh mạch cửa để đi về gan về biến chứng chèn ép khoang thì cái biến chứng này là một cái biến chứng hiếm gặp và nó thường xảy ra khi mà chúng ta truyền dịch quá mức nhất là đặc biệt là sau 20 sau 48 giờ mà chúng ta truyền dịch quá nhiều mà chúng ta không theo dõi về cái tình trạng mà bù dịch của bệnh nhân thì nó biểu hiện bằng cái tình trạng áp lực trong ổ bụng lớn hơn 20 mm thủy ngân kéo dài với biểu hiện suy tạng xúc mới xuất hiện. Và cái áp lực trong ổ bụng thì được đo bằng cách là ta đặt một cái catheter vào trong bằng quang và chúng ta đo cái áp lực của cái bằng quang để chúng ta có thể biết được tình trạng có chèn ép khoang hay không và tỷ lệ tử vong khá cao, có thể lên tới 30 đến 60%. À, do đó mà chúng ta cần phải có những cái can thiệp giải áp qua da hoặc là qua nội soi và có thể cần thiết thì chúng ta phải à, à, tiến hành sớm để à, điều chỉnh tình trạng bệnh nhân nó nhanh chóng hơn. Và chúng ta cần phải thận trọng không nên truyền dịch quá mức sau 48 giờ vì làm tăng cái nguy cơ chèn ép khoang. Để điều trị nguyên nhân thì chúng ta sẽ có một số những nguyên nhân thường gặp thứ nhất là vi tụy cấp do sỏi mật thì chúng ta biết rằng là vấn đề khảo sát mật tụy ngược dòng qua nội soi là một cái phương pháp mà rất là hữu hiệu trong việc lấy sỏi để mà giải quyết những cái tắc nghẽn do sỏi kẹt vào cái cơ vòng ống đi gây tăng áp lực cho cái đường mật cũng như là tại tụy à, trong cái hình này chúng ta thấy là từ cái sỏi của túi mật nó sẽ có thể rớt vào trong cái ống tụy à, vào trong cái ống mật ở chủ và nó làm kẹt ở ngay cái uh, cơ cơ vòng ốt đi và làm cho tăng áp lực tại cái vùng mà uh, lỗ đổ của đường mật và đường tụy chính vì vậy mà nó sẽ làm cho tăng áp lực của uh, ống tụy và có thể khởi phát ra viêm tụy cấp thì chúng ta có thể tiến hành là chụp mật tụy ngược dòng qua nội soi và chúng ta luồn những cái dụng cụ uh, vào trong cái uh, cái kênh uh, thủ thuật để đi vào trong cái cơ vòng ổ đi thì trong hình này chúng ta thấy là người ta luồn một cái một cái một cái ống song và được tiến hành là dùng cái bóng để chúng ta có thể là sẽ kéo và đẩy cái sỏi nó rớt ra khỏi cái cơ vòng ổ đi để cho cục sỏi nó rớt vào trong cái tá tràng. À. Như vậy chúng ta đã giải quyết được cái cục sỏi đang tắc nghẽn ở trong cái đường mật cái việc tiến hành chụp mật tụy ngược dòng sớm trong vòng 24 giờ mà có uh, kèm thêm viêm đường mật thì chúng ta có thể tiến hành. Tuy nhiên, trong trường hợp mà bệnh nhân chưa có biểu hiện của viêm đường mật hoặc là không có biểu hiện của tắc ống mật chung thì chúng ta không cần thiết phải làm cái can thiệp uh, chụp uh, mật tụy ngược dòng qua nội soi cấp cứu vì có thể nó làm cho uh, gia tăng cái tình trạng mà uh, viêm tụy cấp Do ảnh hưởng của cái thủ thuật chụp mật tùy ngược dòng cái việc mà cắt túi mật qua nội soi trong vòng 7 ngày sau khi bệnh nhân bị viêm tùy cấp đã ổn định thì nó sẽ giúp chúng ta sẽ giảm được cái nguy cơ viêm tùy cấp tái phát do sỏi ở mật chủ hoặc là do sỏi mật điều trị nguyên nhân thứ hai đó là điều trị viêm tùy cấp do tăng cái triglycerid thì chúng ta biết là chúng ta có thể sử dụng là Enzulin Enzulin có tác dụng làm giảm đến từ 50 đến 75% trường hợp tăng triglycerides trong vòng 2 đến 3 ngày. Và cái mục tiêu đạt được là chúng ta sẽ đưa cái mức triglycerides giảm dưới 500 mg trên decilit trong vòng 3 đến đến 4 ngày. Cái liều khởi đầu là chúng ta sử dụng insulin tác dụng nhanh là 0,1 cho đến 0,3 đơn vị trên 1 kg cân nặng trong một ngày. Và chúng ta cần phải theo dõi sát đường huyết nếu như đường huyết bệnh nhân bắt đầu dao động ở cái mức từ 150 đến 200 mg phần thì chúng ta phải truyền dung dịch glucose 5% để phòng ngừa tình trạng hạ đường huyết và đồng thời phải bổ sung thêm kali clorua là 10% để phòng ngừa hạ kali trong máu trong khi chúng ta truyền dịch insulin. Vì vậy mà trên lâm sàng người ta có một cái cách để mà điều trị cái tăng triglyceride bằng uh, sử dụng cái dung dịch GIK viết tắt là G là glucose, I là insulin và K là kali, tức là chúng ta pha trong cái hỗn hợp dung dịch glucose 5% uh, có insulin, có kali để mà uh, phòng ngừa cái biến chứng hạ đường huyết và hạ kali máu khi mà chúng ta sử dụng insulin và chúng ta theo dõi cái triglycerid mỗi 12 giờ để xem đáp ứng điều trị như thế nào. Trong trường hợp mà tăng triglyceride nặng và có cái biến chứng hạ canxi máu, nhiễm toan axit lactic hoặc là có tình tăng phản ứng đáp ứng viêm toàn thân hoặc là có biểu hiện suy tạng, suy đa cơ quan thì chúng ta nên ưu tiên lọc huyết tương để làm giảm nhanh cái tình trạng tăng triglyceride. Và khi bệnh nhân đã ổn định và có thể là uống bằng đường miệng được thì chúng ta sử dụng cái fenofibrate 160mg mỗi ngày. Vấn đề sử dụng eparin trong trường hợp mà vi tụy cấp do tăng triglycerid còn đang rất nhiều cái tranh cãi vì cái vai trò eparin có tác dụng phòng ngừa cái hiện trạng huyết khối và nó sẽ làm cải thiện nhanh chóng cái tình trạng mà vi tụy cấp mà do tăng triglycerid. Tuy nhiên vẫn chưa có sự thống nhất giữa các cái tác giả. Cuối cùng là cái chỉ định hội chẩn ngoại khoa trong vi tụy cấp thì ngày nay đã có rất nhiều những cái uh, thống nhất với nhau trong vấn đề chỉ định thì người ta chỉ uh, điều trị can thiệp ngoại khoa khi mà vi tụy cấp liên quan đến sỏi mật uh, khi mà có những cái biến chứng như là nang giả tụy mà không tự giải quyết hoặc là nghi ngờ cái nang giả tụy này có biểu hiện nhiễm trùng, có biến chứng vỡ, xuất huyết hoặc là có biểu hiện của chèn ép các cơ quan lân cận hoặc là khi bệnh nhân có hoại tử tụy nhiễm trùng, có áp xe tụy thì thông thường người ta có thể sẽ can thiệp qua những cái thủ thuật hoặc là qua những cái biện pháp mà can thiệp tối thiểu và ngày nay người ta hầu như hạn chế tối đa cái việc điều trị phẫu thuật để trên cái viêm tụy cấp vì cái biến chứng hậu phẫu rất là nặng khi mà chúng ta phẫu thuật mà không có kiểm soát thì có thể làm cho tình trạng viêm tụy bệnh nhân sẽ nặng thêm cái thời điểm và phương pháp can thiệp ngoại khoa những cái bệnh nhân mà bị hoại tử nhiễm trùng nhưng tình trạng ổn định thì chúng ta nên trì hoãn cái phương pháp dẫn uh, chúng ta nên tạm trì hoãn cái phương pháp vợ dẫn, dẫn lưu mà chúng ta có thể tiến hành nội soi uh, trong vòng uh, sau 4 giờ 4, 4 tuần để chờ cái tình trạng mà cái uh, cái vùng hoại tử nó được vách hóa và khi cái vùng hoại tử nó được vách hóa tức là nó hạn chế vấn đề lan rộng của những cái ổ nhiễm do đó mà nó sẽ hạn chế cái nguy cơ phát tán cái nhiễm trùng cũng như là làm giảm đi cái phản ứng viêm toàn thân đối với lại cái hoại tử nhiễm trùng hoặc là có cái triệu chứng còn diễn tiến nặng thì chúng ta chỉ nên làm cái phương pháp xâm lấn tối thiểu để lấy khối hoại tử và không nên mà mổ mở vì mổ mở thường là gây ra một cái biến chứng hậu phẫu rất là nặng À, tóm lại, chúng ta cần có một số những cái uh, lưu ý trong vấn đề mà điều trị ngoại khoa. Người ta chỉ điều trị ngoại khoa cho một số những cái trường hợp vi tụy cấp mà có cái biến chứng như là uh, sỏi đường mật và chúng ta có thể can thiệp qua cái thủ thuật như là chụp mật tụy ngược dòng và chúng ta sẽ can thiệp uh, lấy sỏi qua uh, nội soi. Trong trường hợp bệnh nhân có những cái nang giả tụy vách hóa và có biến chứng nhiễm trùng hoặc là cái ổ hoại tử nhiễm trùng thì chúng ta có thể can thiệp tối thiểu qua da để dẫn lưu những cái ổ nhiễm trùng, ổ hoại tử này. Cuối cùng, chúng ta sẽ có một số những cái thông tin cần ghi nhớ đối với viêm tụy cấp. Chúng ta cần lưu ý viêm tụy cấp là một cấp cứu nội khoa rất thường gặp và chúng ta cần phải nghĩ đến chẩn đoán viêm tụy cấp đứng trước một cái bệnh nhân có đau bụng cấp ở vùng thượng vị. Việc chẩn đoán chúng ta cần phải dựa vào hai trong ba cái tiêu chuẩn chính đó là đau bụng cấp kiểu tụy tăng amylase máu hoặc lipase máu gấp 3 lần cái mức bình thường. Và tiêu chuẩn thứ ba là hình ảnh học gợi ý đến vi tùy cấp. Việc tiếp cận ban đầu về điều trị là cần phải đánh giá đúng mức mức độ uh, nặng cũng như là tiên lượng cái diễn tiến nặng của bệnh và tìm cái nguyên nhân gây ra vi tùy cấp để mà điều trị cho thích hợp. Bù dịch và điều chỉnh rối loạn điện giải là cái bước điều trị ưu tiên trong vòng 24 giờ đầu và cái dung dịch mà được uh, ưu tiên sử dụng đó là lactat Ringer vì nó làm giảm đi cái tình trạng viêm toàn thân và nó giúp cân bằng điện giải nhanh hơn. Việc nhịn ăn để tụy nghỉ ngơi được áp dụng trong vòng 24 giờ đầu. Tuy nhiên, chúng ta nên cho bệnh nhân ăn sớm qua đường miệng khi bệnh nhân dung nạp được. Việc sử dụng các thuốc giảm đau, kháng sinh tùy theo mức độ nặng của bệnh cũng như là dựa vào một số những cái triệu chứng gợi ý và theo dõi xử trí các cái biến chứng cũng như là điều trị nguyên nhân là những biện pháp mà chúng ta cần phải áp dụng để giải quyết triệt để cái tình trạng viêm tụy và hạn chế tình trạng biến chứng và tái phát như vậy chúng ta đã vừa nghe uh, nội dung của uh, vấn đề liên quan đến viêm tụy cấp cách tiếp cận chẩn đoán và điều trị thì hy vọng tất cả các em sẽ nắm rõ về những cái thông tin này để chúng ta có thể có những cái kiến thức phù hợp trong áp dụng trong lâm sàng khi chúng ta đi bệnh viện cũng như là trong cái quá trình chúng ta thực hiện hành nghề sau này. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các em.